Xin chào tất cả anh em thân yêu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đổi YouTube phiên bản thử nghiệm về phiên bản cũ của mình nha anh em. Đăng cho mình dây kiểm soát kênh. Đầu tiên anh em vào Google Chrome nè. Anh em gõ cho mình m.youtube.com rồi anh em bấm nút đi. Rồi anh em bấm vào ba dấu gạch ở trên cùng anh em. Rồi anh em chọn trang web cho máy tính. Rồi. Rồi anh em chọn vào cái hình đồ ngự của mình. Rồi anh em chọn vào YouTube Studio thử nghiệm. Anh em chờ chút nha. Kênh của mình bị sập, bị dính bản quyền, mình không có hy vọng, mình chỉ chia sẻ cho anh em thôi. Mình chia sẻ miễn phí, anh em không đăng ký cũng được, mình cũng có hy vọng, cũng không có hy vọng làm YouTube lắm anh em. Tại vì kênh của mình nó bị dính bản quyền gì tùm lum chứ mình ham lắm. Rồi anh em chọn vào cái hình đầu người ở dưới góc bên tay trái anh em. Anh em chọn vào. Rồi. Anh em chọn vào một tính năng, nó ra một câu chuyện như vậy anh em. Anh em chọn vào một ô nào bất kỳ, mình chọn ô trên đi anh em. Rồi anh em bấm nút gỡ. Anh em chờ chút nha. Rồi nó, anh em bấm nút gỡ xong cái nó đẩy mình qua cái giao diện là Studio này anh em. Rồi anh em chọn vào ba dấu gạch tiếp theo nữa anh em chọn trang web cho máy tính tiếp theo anh em. Cái này rất là dễ. Rồi đó anh em, là nó về một cái phiên bản cũ của mình anh em. Phiên bản cũ mình nó anh em muốn coi bị dính bản quyền không, anh em vào trình quản lý video này anh em, coi kênh của mình có bị dính bản quyền không đó. Còn dính bản quyền nữa em. Anh em cảm ơn tất cả những anh em theo dõi kênh của mình anh em. Video của mình đến đây tạm dừng. Chúc anh em mỗi ngày một cuộc sống vui vẻ anh em. Rồi video của mình đến đây đã kết thúc.